Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền 8.0, kênh Kiếm Tiền Kim Xanh gửi đến các bạn dự án ai chương trình iRob nhận 5.000 token MBC token. Đầu tiên các bạn lên phần link mô tả mình đăng ký một cái sàn Xtop, rồi các bạn bước một các bạn follow Xtop nè. Một follow sàn nè. Các bạn chờ chút nha các bạn. Rồi, các bạn follow cái sàn Xchange đó nè. Rồi các bạn unlock. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Rồi các bạn ngồi các bạn follow sàn Xtop quốc 2 là các bạn request sẽ test lại nha các bạn. Rồi các bạn like một cái đi. Rồi các bạn test lại một cái các bạn. Request nè. Rồi. Rồi các bạn comment một dòng chữ crypto Bitcoin nè các bạn. Tăng nè các bạn sao chép nha các bạn. Happy ghê. Phần đây mình đứng màn hình lên các bạn. Rồi các bạn comment nha các bạn. Các bạn comment gì nè. Các bạn copy cái dòng chữ màu đỏ các bạn comment đây nè các bạn. Nhảy từ lâu trời. Comment đi nè. Bạn dán vào. Button click. Các bạn sao chép lên nha các bạn. Sao chép hết rồi nè. Rồi các bạn xuống đây comment cái nha các bạn. Máy dung lượng yếu quá. Các bạn nhớ đăng ký cái sàn Xtop nha các bạn. Rồi các bạn comment đây nè. Bắt địa chỉ này vô các bạn. Rồi bắt chữ các bạn bỏ từ chữ này đi. Bỏ chữ tan luôn đi. Rồi các bạn ghi chữ good nha các bạn. Rồi các bạn reset lại các bạn. Sorry nè. Rồi các bạn. Rồi các bạn rồi các bạn điền vào chữ form nè các bạn. Các bạn tham gia nhanh nha các bạn. Các bạn click vô phía một số 4 của điền form đó. Rồi. Các bạn ghi cái username account theo word các bạn lại các bạn. A cộng V U N V N N H 9. Rồi các bạn bấm cột claim nha các bạn. Rồi thank you for. Rồi vậy video mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Dành cho 2.000 người nè các bạn. Các bạn chiến nhanh các bạn. Hiện giờ là cũng khoảng được gần cả ngàn người, còn cả ngàn người nữa các bạn. Dành cho 2.000 người chiến thắng rồi. Thì video mình kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha.